Cô xin chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng học môn tiếng Việt. Tiếp tục với chủ đề 8, đồ chơi, trò chơi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với hai vần mới, cũng có âm cuối là y. Để biết hai vần đó là hai vần nào, bây giờ cô mời các con mở sách tiếng Việt trang 84 nhé. Nào, bây giờ cô mời các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ những gì? À, trong tranh con thấy ông già Noel với túi quà trên vai. Ông chui vào ống khói để gửi quà cho các bé ngoan trong lúc các bạn ngủ. Và chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất vui khi nhận được những món quà này. Trong các tiếng túi, chui, vui, con thấy có điểm gì giống nhau? À, điểm giống nhau của ba tiếng này là có vần ui. Đố con, trong từ gửi quà, tiếng gửi có vần gì? Đúng rồi, tiếng gửi có vần ui. Vần ui, ui cũng là nội dung bài học hôm nay của chúng ta. Đây là vần ui. Con hãy quan sát và phân tích vần ui. Vần ui có âm u đứng trước, âm i đứng sau. Các con nghe cô đánh vần. U, i, ui. Cô mời các con đánh vần cùng cô. Các con cùng đọc trơn. Ui. Cô có vần ui. Cô thêm âm tờ đứng trước, thanh sắc trên âm u. Ta được tiếng túi. Các con nghe cô đánh vần. Tờ, ui, tui, sắc, túi. Các con đánh vần lại nào. Cô đọc trơn. Túi. Cô giới thiệu với các con. Đây là cái túi được làm bằng vải. Cô có từ túi, vải. Trong từ túi vải, tiếng túi mang vần ui hôm nay mình học. Các con cùng cô đánh vần và đọc trơn lại mô hình tiếng và từ nhé. Tờ, ui, tui, sắc, túi, túi, vải. Cô có vần ui. Cô thay âm u bằng âm ư. Cô sẽ có một vần mới. Đó là vần ươi. Các con hãy phân tích vần ươi nào. Đúng rồi, vần ươi có âm ư đứng trước, âm y đứng sau. Các con cùng cô đánh vần và đọc trơn vần ươi. Ư, y, ươi, ươi. Các con hãy quan sát vần ươi và vần ươi có điểm gì giống nhau và khác nhau. À, chính xác rồi đó con. Vần ui và vần ươi giống nhau là đều có âm y đứng sau. Khác nhau là vần ui có âm u đứng trước, vần ươi có âm ư đứng trước. Vì nó khác nhau nên cách đọc cũng sẽ khác nhau. Ui, ươi. Con quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? Tranh vẽ một người đang gửi quà. Cô có từ gửi quà. Các con đọc lại theo cô. Gửi quà. Trong từ gửi quà có tiếng gửi mang vần ươi. Các con nghe cô phân tích tiếng gửi. Tiếng gửi gồm có âm g đứng trước, vần ươi đứng sau, thanh họ trên đầu âm ư. Cô đánh vần. G, ươi, gươi, hỏi, gửi. Các con đánh vần lại. Cô đọc trơn, gửi. Bây giờ, các con cùng cô đánh vần và đọc trơn lại mô hình tiếng và từ nhé. G, ươi, gươi, hỏi, gửi, gửi, quà. Cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc vần, tiếng, từ có mang vần ui, ươi. Chúng ta cùng đọc lại nhé.
ui, ươi, tờ, ui, tui, sắc, túi, túi, vải, gửi, quà. Cô vừa giới thiệu các con hai vần mới, ui, ươi. Bây giờ chúng ta bước sang hoạt động 2, luyện, viết. Để viết chữ đẹp thì các con quan sát thật kỹ độ cao và độ rộng của con chữ, cắt nối nét giữa các con chữ. Và bên cạnh đó, các con lưu ý tư thế mình ngồi viết nhé. Cô có chữ ghi vần ui. Trong vần ui, con chữ U và con chữ Y đều cao 2 ô ly. Cách viết như sau. Đặt bút tại dòng kẻ ngang số 2, viết con chữ U. Rê bút, viết con chữ Y và dừng bút tại dòng kẻ ngang số 2. Đây là chữ ghi từ túi vải. Các con lưu ý độ cao của con chữ T là 3 ô ly. Các con chữ còn lại đều cao 2 ô ly. Hãy quan sát cô hướng dẫn viết. Đặt bút tại dòng kẻ ngang số 2, viết chữ túi. Cắt một con chữ O. Đặt bút dưới dòng kẻ ngang số 3, viết chữ vải. Và dừng bút tại dòng kẻ ngang số 2. Tiếp theo, cô hướng dẫn con cách viết vần ươi. Các con viết tương tự chữ ghi vần ui. Đặt bút tại dòng kẻ ngang số 2, con viết vần ui. Lia bút, viết dấu móc trên con chữ U, ta được vần ươi. Đây là chữ ghi từ, gửi quà. Đặt bút dưới dòng kẻ ngang số 3, viết chữ gửi. Lưu ý, dấu hỏi đặt trên con chữ U. Cắt một con chữ O. Đặt bút dưới dòng kẻ ngang số 3, viết chữ quà. Cô vừa hướng dẫn các con cách viết vần ui, ươi, từ túi vải, gửi quà. Các con hãy cùng luyện viết vào vở tập viết hoặc vở trắng. Chúng ta vừa kết thúc nội dung của tiết 1. Trước khi bước sang tiết 2, cô cùng các con cùng thư giãn một bài hát. Bạn nào thuộc, mình cùng hát theo nhé! Con vừa được nghe bài hát Vui đến trường. Vậy theo các con, trong từ Vui đến trường, tiếng nào chứa vần hôm nay chúng ta học nhỉ? Chính xác rồi đó con, đó chính là tiếng vui chứa vần ui hôm nay chúng ta học. Các con cùng xem sách trang 85. Chúng ta cùng bước vào phần luyện đọc tiếng, từ, câu ứng dụng. Hãy quan sát bức tranh này và cho biết con thấy những gì? À, đây là hình ảnh một bạn gái đang ngửi một bông hoa. Hoa đẹp và có hương thơm, đúng không nào? Tuy nhiên, các con cần quan sát hoa thật kỹ trước khi ngửi để tránh hít phải những con bọ có trong hoa. Cô có tiếng ngửi. Con nhận ra tiếng ngửi mang vần gì con vừa học không? À,
Đúng rồi, đó là vần ươi. Tiếng ngữ được đánh vần là ngờ, ươi, ngươi, hỏi, ngửi, ngửi. Còn hãy đánh vần và đọc lại giúp cô. Thế còn tranh này vẽ gì vậy con? Đúng rồi đó con, đây là tranh vẽ một bàn tay đang lau chùi xe đồ chơi làm bằng gỗ. Việc làm này sẽ giúp xe luôn được mới, không bị bệnh. Cô có từ lau chùi. Trong từ lau chùi có tiếng chùi mang vần ui hôm nay mình học. Các con nghe cô đánh vần tiếng chùi. Chờ, ui, chui, huyền, chùi. Đọc trơn, lau, chùi. Các con biết hai bạn nhỏ này đang ở đâu không? Hai bạn đang ở khu vui chơi. Cô có từ khu vui chơi. Ở khu vui chơi có rất nhiều trò chơi thú vị và cô biết bạn nhỏ nào mình cũng rất thích đến đây chơi, đúng không nào? Do vậy, khu vui chơi rất đông người, nên các con nhớ phải luôn đi bên cạnh bố mẹ hoặc người thân khi đến những nơi đông người để tránh bị lạc. Và các con nên chọn những trò chơi phù hợp với mình, không tự ý chơi những trò chơi nguy hiểm khi chưa được người lớn đồng ý. Trong từ khu vui chơi, tiếng nào mang vần hôm nay con học? À, đúng rồi, tiếng vui mang vần ui. Chúng ta cùng đánh vần tiếng vui với cô. Vờ, ui, vui. Đọc trơn từ này nào. Khu, vui, chơi. Các con ơi, trước khi vào khu vui chơi, sẽ có một nơi để các con gửi những đồ dùng không cần thiết hoặc theo quy định không được phép mang vào. Nơi đó được gọi là nơi gửi đồ. Cô giới thiệu với các con, đây là nơi gửi đồ. Tại đây, các cô chú sẽ đặt đồ dùng cá nhân của khách hàng vào tủ, khóa lại và đưa cho khách một thẻ ghi số đồ dùng mà khách vừa gửi. Sau khi chơi xong, chúng ta sẽ đến nơi gửi đồ để nhận lại đồ mình gửi và ra về. Thật dễ dàng phải không các con? Cô có từ nơi gửi đồ. Trong từ nơi gửi đồ, cô có tiếng gửi mang vần ươi. Các con nghe cô đánh vần. G, ươi, gươi, hỏi, gửi. Đọc trơn, nơi gửi đồ. Bây giờ, các con đọc lại các tiếng từ với cô nào. Ngửi, lau chùi, khu vui chơi, nơi gửi đồ. Cô và các con vừa luyện đọc tiếng từ ứng dụng. Tiếp theo, chúng ta cùng luyện đọc đoạn ứng dụng. Các con nghe cô đọc mẫu. Cả nhà bé ra khu vui chơi. Ở đó có núi, có hồ bơi. Bé và chị gửi đồ, rồi thì leo núi và đi bơi với ba mẹ. Đố các con, đoạn ứng dụng này có mấy câu? Rất chính xác, đoạn ứng dụng này có 3 câu. Bây giờ, con hãy tìm và nêu các tiếng có mang vần hôm nay con vừa học. À, cô có tiếng vui, tiếng núi mang vần ui và tiếng gửi mang vần ươi. Các con hãy cùng cô đánh vần và sau đó đọc trên lại nha. Vờ ui vui, vui. Nờ ui nui sắc núi, núi. Gờ ươi gươi hỏi gửi, gửi. Các con hãy bấm dừng video và luyện đọc đoạn ứng dụng này. Các con lưu ý khi đọc phải ngắt và nghỉ hơi khi gặp dấu chấm và dấu phẩy. Cuối cùng, chúng ta cùng bước qua hoạt động mở rộng. Các con có biết đây là trò chơi gì không? Đây là trò chơi leo núi. Cô đoán rằng trò chơi này các bạn trai rất là thích. Còn chú ý khi tham gia trò chơi này,
Con nhớ phải đội nón bảo hiểm và phải làm theo sự hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho chính mình nhé. Cô có từ leo núi. Trong từ leo núi, tiếng núi có vần ui hôm nay chúng ta học. Vậy là hình ảnh các bạn leo núi cũng đã khép lại tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Để ghi nhớ bài học tốt hơn, các con về nhà luyện đọc nhiều lần bài 3, ui, ươi, trang 84, 85 và nhớ luyện viết ui, túi vải, ươi, gửi quà. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con. Cô chúc các con thật nhiều sức khỏe, luôn chăm ngoan, học tốt. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.